Bản tin kinh doanh và pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Kinh doanh và Pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Công ty Alo Media phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, theo khảo sát của Công ty Kiểm toán PwC Việt Nam, 52% số doanh nghiệp Việt cho biết họ đã từng trải nghiệm bị lừa đảo quốc tế. Con số này cao hơn mức 46% chung của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và mức 49% của toàn cầu. Điều này cho thấy câu chuyện doanh nghiệp xuất khẩu bị lừa đảo khi ký kết các hợp đồng thương mại xuyên biên giới không phải là câu chuyện mới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn có không ít trường hợp doanh nghiệp do chủ quan mà rơi vào các bẫy lừa đảo này. Vậy có những dấu hiệu nào để có thể nhận biết đối tác quốc tế có hành vi lừa đảo? Chương trình Kinh doanh và Pháp luật hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Quốc tế để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Vâng, xin chào ông Nguyễn Đức Kiên ạ. Thưa ông, theo ông, các doanh nghiệp có thể nhận biết đối tác quốc tế của mình có hành vi lừa đảo qua những dấu hiệu nào ạ? Nếu như mà chúng ta chơi với một cái đối tác mà chúng ta không biết thì rõ ràng là ngay từ đầu là phải cảnh giác trong mọi tình huống rồi. Thế còn đối với những cái dấu hiệu mà có thể cảnh báo có thể là có cái sự lừa đảo hay có sự không trung thực ở đây thì tôi nghĩ rằng có thể nó rơi vào một trong ba cái tình huống. Cái thứ nhất là liên lạc và cái trao đổi giữa các bên đột ngột nó bị gián đoạn hoặc nó bị có vấn đề. Trước kia trong cái quá trình mà thương thảo hợp đồng ấy, chúng ta chuyển email một cái là nửa tiếng sau đôi khi đã thấy đối tác trở lại ngay rồi. Bây giờ email xong thấy một tuần sau không thấy nói gì, một tháng sau không thấy nói gì, chắc là cũng có thể có vấn đề. Thứ hai thì là có thể xuất phát từ cái câu chuyện mà cái dấu hiệu là cái chứng từ thanh toán đấy nó bị có vấn đề, nó bị thất lạc, nó bị chậm trễ. Cái yếu tố thứ ba nữa mà đấy là cái câu chuyện thanh toán. Dưới góc độ của người bán, rõ ràng là khi mà chuyển hàng đi rồi, xếp hàng lên tàu để vận chuyển sang cho người mua rồi, thì câu chuyện họ được mong chờ nhất là câu chuyện là thanh toán. Cho nên là nếu có bất kỳ trục trặc gì trong cái quá trình mà thanh toán đó thì cũng là một cái phải nâng cao cảnh giác ngay. Vâng, thưa ông, về phía cơ quan nhà nước, chúng ta cũng cần phải có thêm những cái giải pháp gì để có thể giảm thiểu được rủi ro cho các doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu khi có tình huống không may xảy ra. Dưới góc độ mà hỗ trợ của cơ quan nhà nước hoặc của chính phủ ấy, tôi nghĩ rằng nó sẽ chỉ tập trung vào hai cái yếu tố chính thôi. Cái thứ nhất là chính phủ sẽ cố gắng tạo ra một cái môi trường pháp lý, một cái khuôn khổ, một cái thể chế cho hoạt động đó thực hiện một cách an toàn. Ví dụ như là vừa rồi chính phủ có trình và chúng ta có tham gia cái công ước về mua bán hàng hóa quốc tế CASG năm 1980 và đã có hiệu lực với Việt Nam từ mùng 1 tháng 1 năm 2017. Thì trong cái công ước đó đã khá là có nhiều quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của bên mua, quyền nghĩa vụ của bên bán, về thanh toán, rất nhiều các cái vấn đề mà để nhằm có sự cân bằng về quyền và lợi ích cũng như là bảo vệ một cách hợp lý cho cả người mua và người bán trong trường hợp đó. Hoặc như là chính phủ có thể là trình cơ quan có thẩm quyền ban hành những cái văn bản quy phạm pháp luật, ví dụ như là luật quản lý ngoại thương, như là bộ luật dân sự, phần các quan hệ dân sự của tố nước ngoài và các cái văn bản khác. Thì đấy là cái tạo cái sân chơi và tạo cái luật chơi cho cái sân chơi đấy là chính. Còn ngoài ra ở phía quan nhà nước thì tôi nghĩ rằng là tôi cũng đang chăn trở một cái giải pháp mà có thể chúng tôi cũng đã từng coi như là có cái kiến nghị nhưng mà chưa thực hiện được. Đấy là cố gắng đẩy mạnh cái chức năng gọi là lãnh sự doanh nghiệp. Chúng ta biết rồi là đối với các cơ quan ngoại giao của chúng ta ở nước ngoài thì có chức năng lãnh sự và bảo hộ cái quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Nhưng mà ở đây là bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp. Thì chúng ta cũng phải chăng là đối với những cái địa bàn trọng điểm mà doanh nghiệp ta xuất khẩu nhiều ấy, thì nên có cán bộ có trình độ pháp lý, coi như luật sư của chính phủ. Và luật sư đó là ngoài cái việc là nắm rất rõ các cái quy tắc luật lệ của cái nước sở tại đấy, thì có đủ kiến thức cũng như là các cái mối quan hệ với các cái cơ quan của sở tại đó, biết hiểu cái cơ chế hoạt động vận hành ở đó để có thể giúp doanh nghiệp can thiệp một cách kịp thời nhất có thể. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là với cái góc độ của cơ quan nhà nước ấy, thì kiểu gì thì nó cũng sẽ có những hạn chế, bởi vì là có hàng mấy chục nghìn doanh nghiệp chẳng cùng xuất khẩu, đúng không ạ? Mà trong khi đó có thể có một vài cán bộ nhà nước thì không thể nào mà xử lý và giải quyết kịp thời tất cả các cái vấn đề phát sinh của doanh nghiệp được. Không nhà nước, không chính phủ là làm được việc đó cả. Cho nên là dẫn đến câu chuyện bản thân doanh nghiệp là phải trông chờ vào chính mình đã. Và chính mình ở đây có nghĩa là có cái sự trợ giúp của những cái người cần thiết. Ví dụ như là các cái cán bộ mà rất am hiểu về thương mại quốc tế. Rồi có thể có sự trợ giúp từ luật sư. Vâng, xin được cảm ơn ông.
Chương trình Kinh doanh và Pháp luật xin được trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ Pháp lý Liên ngành cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã hỗ trợ thực hiện. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ, quý vị vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvapháp luật.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.